Xuất tinh sớm là một căn bệnh khá phổ biến ở nam giới. Hiện nay thì tỷ lệ nam giới bị xuất tinh sớm chiếm khoảng 80%. Vậy có loại thuốc nào điều trị được căn bệnh này hay không? Sau đây thì các bạn hãy cùng tìm hiểu qua video này nhé. Bạn Hải ở Hải Phòng hỏi: Tôi năm nay 39 tuổi, chưa lập gia đình. Tôi có bạn gái nhưng sự ham muốn và khả năng sinh lý yếu. Khoảng 1-2 tuần mới quan hệ một lần và khi quan hệ thì dương vật hay bị siêu, khả năng cương cứng kém. Tôi lo lắng sau này lập gia đình xong và lớn tuổi hơn thì tình trạng sẽ tệ hơn. Tôi muốn mua thuốc ngâm rượu để uống ngay từ bây giờ để hạn chế tình trạng trên. Xin cho hỏi bài thuốc có trên có trị đúng bệnh hay không? Cần bổ sung những gì? Xin cho tôi ý kiến. Chào anh Hải, anh mới 39 tuổi mà 1-2 tuần mới quan hệ một lần là quá ít so với nhu cầu sinh lý bình thường. Để cải thiện chức năng sinh lý của anh thì trước hết thì anh hãy rèn luyện để cơ thể phát triển khỏe mạnh bằng các biện pháp như là ăn uống đủ chất, tập trung bồi bổ một số thức ăn giàu dinh dưỡng như là trứng, sữa, thịt bò v.v. Luyện tập thể dục thể thao thường xuyên, duy trì lối sống sinh hoạt khoa học. Ngoài ra thì anh nên tham khảo ngâm một bình rượu 3 kích tím để cải thiện chức năng sinh lý, điều trị bệnh xuất tinh sớm mà anh đang mắc phải. Hiện nay thì bài thuốc rượu ngâm 3 kích tím với các số vị thuốc khác giúp bổ dương là một bài thuốc trị chứng xuất tinh sớm, yếu sinh lý rất là hiệu quả. Để biết thêm thông tin về bài thuốc này thì anh hãy gọi vào số điện thoại là 0904 079 719 hoặc đến trực tiếp cửa hàng trà Thảo Dược Đức Thịnh ở địa chỉ là 290 Thoại Ngọc Hầu, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh ạ.